bạn có nhu cầu quay lại game hoặc là mới chơi game này thì các bạn có thể liên hệ shop của mình để mua ạc nhá. Còn các bạn muốn mua ạc ở trên page của mình ở trên Facebook ấy, thì các bạn vào video của mình ở bên dưới phần mô tả video là có link đây nha. Thì các bạn vào bằng link này là chuẩn nhất, các bạn đừng lên Facebook tìm tên shop của mình nha, tại vì nó ra rất là nhiều fake. Và các bạn nhớ check kỹ thông tin giao dịch giúp mình nha. Trước khi giao dịch thì các bạn nhớ gọi vào số điện thoại cho chắc ăn, và các bạn nhớ check kỹ đúng từng số trên màn hình của mình nhá. Chó hiếu, hiếu chó. Rình bậc thầy siêu việt à, cày lên thống trị à. Ác bà nào ba mấy triệu á? Đây ông số 3, ông tốn bao nhiêu tiền ông quay được chiếc xe đó đó? 15 triệu. Alo, mấy đứa có nghe chị nói gì không? Nghe chưa? Dạ, trong dạ, em nghe cô ạ. Ê, đừng nhảy đấy nghèo lắm ông ơi. À, đâu đấy? Một là nhảy đây, hai là nhảy đây. Đã chết là phải chết những khu giàu, chết những khu vớ vẩn, chết là gì? Đây này. Wow. A few moments later. Này, hộp tim này. Đấy chứ mà đã. Bỏ trước, à, chạy trước. Ơ kìa. Thế thật, chạy đi nha. Chạy đi, bye bye. Good job. Trốn. Những con người trốn xuống tệ. Lần trước treo lên trên đỉnh chóp vậy rồi mà nó vẫn còn đấm nhau đấm một thằng rồi mà nó vẫn còn bắn ném nét mình, ném bom xăng. Ui, nó lên trên. Thế thì đừng có thủ vào đây. Đâu? Thằng nào dám lên trên? Bắn vỡ mồm cho sồm bây giờ. Nó xuống dưới rồi. Kìa. Ở ngoài trên rồi. Hay. Bên tôi có một thằng này. Đây, tôi đang xuống đây. Mình ném bom choáng tao mà tao sợ. Không ở đấy đâu cưng. Awesome. Leo. Awesome. Cái thằng kia nó chạy ra, nó ở trong kia có người, nó chạy ra ngoài này, nó nút đồ. Không nhớ bắn được. Đẹp không? Ông kia lại chết. Đẹp đỏ, không? Quên đi. Không sao hết. Mình đâu cả đang đâu mà sợ, còn cứ bắn. Mình xem phim. Còn đông nha. À, chó bắt đầu lên mic rồi đây à, chó. Anh ngày nay chưa bắn bắn nào. Anh ngon rồi. Này mấy cái thằng kia cũng mất tút hết, chả thấy thằng nào ngon. Nó trong hay là trên hay ngoài? Nó qua. Trên, đứng ra ngoài xe nữa, nó qua đây, chỗ đó nó xuống rồi bắn. Trong phòng nhỏ. Hay. Nhà xanh bé ngoài. Bờ lát thế nhờ. Rồi. Ui, nó yếu lắm rồi. Ôi, đi. Không được rồi, bắn này. Wi-Fi mình không bao giờ nó ấy đâu. Ăn thính đi kìa. Đây đây, bạn bắn thính đi, bạn bắn thính luôn mà ăn. Nó một xe ra bờ biển không? Xe đấy yếu lắm rồi, chắc nó chết rồi hay sao ấy. Đập chết rồi, nốc rồi. Cẩn thận số 1 đây. Ai lại bắn con bot của mình nhỉ? Thằng trong nhà vệ sinh. Từ anh làm cái thính đã, rớt rồi.
Ở đây em hết đạn rồi. Ui thằng này yếu lắm rồi. Xe công ra đi, lốc 1, lốc 1. Lốc 1, lốc 1. Thằng còn lại đâu? Nó đang đâu mèo? Nó cứu ở dưới này. Ôi! Toàn bị chay mất bot. Hết đạn rồi. Bắn đâu nhà bà. Mẹ đạn. Nó cứu được rồi. Ta kêu được. Awesome. Không phải tưởng thằng địch. Ông này chay của mình hai con bot liền. Bực mình. Có tranh đâu. Ném nét. Ném nét hả? Ừ, ném nét. Ở ngoài kia mình đã không có đạn, mình đã cố bắn rồi. Ông ấy cũng lại thò súng ra. Đâu, nó bắn. Nó bắn. Con ngoài kia tôi có bắn đâu. Thấy công lên thì còn một thằng nữa, tôi tưởng thằng này. Không biết được. Còn xác thằng nữa đâu. Khổ thật. Khổ quá khổ. Sau thấy nhường bắn nữa nhá. Ờ, người thì bắn đi. Còn okay, không phải người thì giờ... nhường nó chịu. Biết thằng nào người, thằng nào bot không, rồi. Không, nếu mà nhường người là chịu, bỏ chạy đấy. Có xe. Có xe, bên trái. Nhường bạn nè. Bắn đi, ok, nó bắn tôi. Ui, tôi yếu rồi. Tha. Không, nó dừng rồi. Nó dừng trong nhà rồi. Nó bị kinh rồi. Nó ngoài, để không? Yếu rồi. Nóc tiếp kìa. Tốc biến này. Vào trong nhà hết rồi. Cái thằng em bắn nó tốc biến mà. Anh như có 3 thằng. Ơ, thế còn một thằng nữa đâu? Chạy ra. Bịp thật. Tôi bắn chết rồi. À, sao tôi chả được kill nào mà nhờ. Chạy nổi. Ảo thế. Này bắn kinh vậy, combo mẹ nơi à. Quá gì vậy. Một thằng ngồi lên xe. Ờ. Thơm thế nhờ. Ngọt canh xương ống mà lại đập đà thịt than bạn. Ông kêu mười mấy kill à. Mình không kêu. Anh nơi kêu ơi này. Không kêu. Ok thì chắc khoảng 10 kêu. Ông nói không kêu được rồi. Ông nói không kêu ra đây tôi ném bom sang cho ông rồi. Thôi. Không. Tôi 5 kêu. Đây. 5 kêu. Không bao giờ có 5 kêu nhá. 2 kêu ở kia. Hai có xe đến. Từ bọn này. Bọn về đây anh Hiếu. Còn một thằng. Nó công này em. Đây. Awesome. Mà ý chạm là chân. Ý em bảo anh bò. Bỏ em bảo anh bò về đằng sau đồng đội. Đang ở cửa rồi. Đồng thế. Đồng đội đang ở đằng sau thì anh bò về đằng sau cứu dễ hơn. Thấy có 2 kill rồi chưa? À, ông này 12 kill rồi. Sao lại 12 kill được? 30. Quả anh nóc thằng đầu tiên rồi, nghĩ bụng đéo có kill nào là bắn tiếp, máu đang yếu. Biết về nó kill đéo đâu. Tí nữa thì chết rồi. Vẫn không được. Được mà, ok, được 2 mạng mà. Em thôi. Được rồi, bằng em là được rồi. Bằng cái gì, cô loot bao nhiêu, AMR này. Trên đồi đúng không? Trên đồi nó viền bo này. Dừng đây nhá. Tại đang đổ mồ hôi quá.
Ơ ở dưới mà. Ngoài bo mà nó nó vào lại xuống kia rồi. Chết xem trên này kia, còn kia, không? Chạy ngoài đồng. Đừng bắn, đừng bắn, đừng bắn, đừng bắn. Để nó xuống rồi cho nó lên. Má ngoài 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 hướng lại có. Người kia vẫn còn. Bụi khói xe rồi em ơi, xe ngoài đồng có khói kìa. Watch out. Hướng này có người nữa luôn. Có xe bọc phải, có xe bọc phải mình. Nghe nghe nghe. Trên đồi. Watch out. Xe kia này, xe này nó bọc luôn này. Awesome. Cái mặt mèo. Ui, ê, ê. Một xin à. Căng đấy. Mình đang ngoài bo nhá. Đi bo này. Xe này không đi được rồi. Xe này không đi được. Ba thằng trên này thấy. Mồ đây, quay lại đây nó bắn chết bây giờ. Đi tạm xe này đi. Con xe bà đâm vào gốc cây kia có còn đi được không? Hết xăng sao? Khó thế. Thấy này. Vỡ đầu này. Một thằng đầu, một thằng người. Xe xe bà đâm vào gốc cây còn xăng không? Này. Đẩy không? Đẩy không? Đi đi có hai thằng thôi à? Đi đẩy lên, đẩy lên, đẩy lên. Đi xe này, xe này. Tôi đang chạy bộ này. Cứu cho, cứu cho. Chí thằng địch lên. Chưa cứu, chưa cứu, đang khóa. Mark the location. Nè, bắn không? Rất nhiều khói. Cứu nó rồi. Xong rồi, xong rồi. Cứu xong, hết rồi, toàn hỗ trợ. Xong rồi, xong rồi. Xong rồi, xong rồi. Thì nó cứu rồi. Toàn hỗ trợ rồi. Hàn luôn. Hàn luôn. Hai lần rồi. Đi bo này, đi bo. Nó còn xe, xe nó đầu, xe nó bốc khói đâu, vất đầu. So sorry, không bọn này không có xe sao ấy, nó chạy vào đây nhỉ? Có xe, có xe đỏ mà, tôi nhìn, tôi thấy nó mà, tôi thấy một đỏ. Nó đi, có xe. Đi tạo xe mình đi. Có xe bốc bốc xe nổ mình. Rồi. Xe bốc lửa rồi. Cứu, trời ơi, trời mèo ơi. Xe không còn xăng, hết rồi, xong. Ui, có flare gun này. Còn có hai thằng. Với 175 xu. Bạn ơi, bạn đi xe với tôi không? Từ vào đây xem có cái lúc đi hay có gì hả? Bạn có đi không? Thôi bạn chạy bộ. Thôi đi chơi đi, đi. Thôi đi chơi đi. Tôi chạy bộ lên dẻo chân. Tôi đi bảo vệ số 1 không, số 1 chết. Thôi khỏi đi. Sao? Khỏi đi để kiếm nốt cái 2 kill nữa là. Kiếm nốt 2 kill nữa cái. Thôi, tôi đi cùng từ lấy bạn. Giờ toàn hỗ trợ rồi nhiều lắm. Thôi tránh xa ra. Tránh xa. Kìa, sao lại xuống bỏ xa. Tôi ấy nhở. Thế toàn bạn... hỗ trợ thôi. Hỗ trợ đến tận 67 thì chơi cái chi. Bỏ to ấy còn đúng 2 thằng. Ôi, nằm mẹ đây. Hai cái thằng mà lúc vừa chạy xe. Ôi, rồi, thằng, chết bo rồi. Bo một thằng rồi. Còn một thằng nữa. Đâu rồi? Thôi. Ông nằm yên đi.
Sao nghe bà chán này. Ông nằm yên đi. Hai mấy kill rồi. Trời ơi, thính vẫn còn dụng tận đây nữa. Thính ở đâu? Thính ở đâu bà? Cứ đi thôi, là kiểu gì cũng có. Vãi rồi, bà bảo đi ăn thính, không biết thính ở đâu, ăn kiểu gì. Cứ đi thôi, quét mạc. Đừng. Giỏi ơi, mất một bắn. Ôi, mình bắn thì yếu rồi, còn một đạn nữa thôi. Ghét rồi đấy. Tôi làm thử thách bạn, tôi làm thử thách. Thật sao tôi nhiều nhá. Thôi. Tôi làm thử thách. Ê ơi, mình bắn lại yếu còn một đạn nữa. Thôi, biết rồi. Thử thách. Tôi làm thử thách. Thôi. Tôi làm thử thách. Ôi, 20 kill thôi. Thế mà vẫn còn tranh được kill nữa thì chịu rồi. Thôi. Cho nó tròn. Thế luôn đi. Hơn luôn à. Thôi bây giờ trận này nhường nhá. Trận này nhường này. Trận này nhường nhá. Ông bắn thế. Hơn cả thế giới luôn là cả bên luôn. Thế là trận sau tôi không bắn con nào nhá, tôi đi theo hỗ trợ nhá. Còn có viên nè, còn có viên nữa là thằng đấy nó chết rồi. Thế à? Thì em thấy chưa, nó chị nhảy thẳng xuống nói chị sấy mà, đúng không? Bởi nó xem nó biết mà. Điên lắm rồi đấy, nhịn đấy, hôm nay mát tính đấy, M24 ai bắn không đây này? Hôm nay mát tính nhá, thế không bình thường như nào? Ôi giời, hỏi hai cái thằng già kia. Bẩn bình thường là như con quỷ cái ấy. Ông biết quỷ cái chưa? À, thế à? Ủa, mày thế nhở? Thế hôm nay sao ông chửi mình nhở? Sao bạn ông chửi mình nhỉ? Ôi chưa quen bình thường thôi, là... chưa quen. Bình thường là khâu sức. Nói trước tôi đang làm nhiệm vụ của M762 nhé. Đừng có đi theo tôi rồi mà lại cướp keyword là tôi... Ông điện tôi chết thật đấy, tôi không đùa đâu. Đấy, tôi đi theo bạn. Lỡ tôi bạn đi bị bắn chết tôi sao? Tôi tránh xa ông rồi. Tôi tránh xa. Chính xác, tôi ra. Tôi đã đi một mình cho tận góc tê rồi đấy. Mình vừa nhìn thấy con boss nó ở dưới này cơ mà. Nhường bạn này. Nhường cái gì vậy? Nhường bạn nguyên cục thính to đùng. Từng nhường kêu nhường boss, nhường người. À đây thôi. Tôi không lấy gì. Nhiều bắn em rồi, có cốt 8 chưa? Ở đưa số 2. Số 2 có rồi. Nhiều có 8 chưa? Có con boss ở đây bà ơi. Đúng rồi, quỷ ơi. Đây. Không người. Không người thì đi chơi thôi. Kìa, đây này. Watch out. Đứng im này. Watch out. Súng ai còn đang đi. Giật tung người, bắn M7 giật thế nhỉ. Trận này chẳng có nhẽ cầm M7 cho hai. Cầm M7 đi. Ông kia ông hỗ trợ rồi. Mà chết này. Thôi hỗ trợ như ông nghĩ em. Em thề với anh Hiếu cái kill cuối cùng của em tức nóng nhưng em nghiến răng kẹt kẹt như này. Em không làm gì được cái phải chịu. Thôi đền rồi. Đền rồi. Công gì đấy ông ơi. Xe 4. Công gì công gì. Đi. Mua đường có mình đi. Ê, có người. Đây, dừng. Nó mua đường có cái bác đạn không vừa. Này, còn 20 xu rồi. Đấy, muốn mua gì mua. Đấy, bằng đạn 9 đấy. Mua chỉ cái. Mua chỉ cái bằng đạn 50 nữa. Còn cái gì? Đây thì thấy làm sao được mà bắn. Nó đâu để tôi đào cái gốc cây. Mark the location. Kìa. Nó ở nhà này này. Mark the location. Thế bà có ăn mạng không? Bà cứ núp đầu kia thì làm sao mà ăn được mạng? Đây này, chỗ này có hai thằng đây này.
Ơ, của anh ra nó lại. Kìa, Trúc kìa. Hay. Chỗ đấy có hai thằng. Xem bốn này. Một team, một team, một team. Ông kia lùi đi, một team nó đang kéo vào đấy. Bà nghĩ tôi sợ không? Ông thì tay to không sợ, đây là một team nó ở đây này. Mark the location. Bạn thẳng yêu luôn, yêu ơi, đâm vô. Mày đang đi đây, đang tăng tốc hết cỡ. Đù, đù. Được. Đi về xe đây. Kìa, nóc rồi kìa. Đông vậy. Nóc ở trong, trong nhà này, một team nó vừa xuống mà. Trên nóc, trên nóc, trên nóc. Vào đi, vào nhà đi. Bà ơi, đi theo tôi ra ngoài này. Góc đấy tù vãi. Má cái pha này, một ông mẹ qua chung cư mà sấy thì ngon. Đang kê cầu thang. Nó đang kê cầu thang rồi. Bom xuống, từ từ để nó hết bom đi, xuống một đây. Lại bom tiếp. Bom, bom, bom. Đấy, ông qua nhà bên kia bắn sang, có khi là được ấy. Đây, đây, qua sang nhà bên kia đúng không? Không thấy. Không thấy nó nè. Ok kìa. Okay. Nó kê cầu thang, nó kê cầu thang. Về bữa ơi, về bữa ơi. Bữa ở đâu? Về, về, về bữa ơi. Cứ bắn đi ông Trúc, cứ bắn đi. Anh tầng 1 bữa ơi. Cứ bình tĩnh thôi, cứ bình tĩnh thôi. Nhảy xuống một này. Thank you. Bắn. Thank you. Bắn lên hỗ trợ đi. Không cần, không cần, không cần. Tôi bắn đây. Đó ngoài, đó ngoài, đó ngoài, đó ngoài. Nóng bỏ rồi, nóng bỏ rồi. Kiu, 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 kiu. Help. Đừng yên. Mày. Cứ kê đi, cứ kê đi. Từ từ tôi thay đạn á. Khẩu AMG giờ tôi không, không bắn được. Không. Thank you. Đâu rồi? Đâu rồi, đây em cứu như này. Nó không dám xuống nữa, nó không xuống nữa. Nó hai dưới rồi. Thank you. Kìa. Kìa. Awesome. Nhảy xuống rồi, nó nhảy xuống rồi. Nhảy xuống rồi. Mẹ chết, chết luôn. Liên, 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 liên. Cứu, cứu, cứu ông kia đi. Bọn này biết thủ phết nhỉ. 40 được bắn cái này. Thank you. Ôi xe đến. Xe nào đến? Xe 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 đang đến. Chạy thế nào được? Hỗ trợ. Tịt mẹ. Ok á. Bắn nổ xe vẫn là hỗ trợ. Nổ xe rồi. Thằng đấy nó nốc rồi. Nổ nổ xe là tôi bắn AMG bao giờ một viên à, đúng một viên à. Chứ gì ông quạo nhá. Xe này tôi bắn yếu rồi, trên một viên AMG là nổ à, bà ăn làm sao được. Thì tôi bắn viên ạ. Bà không ăn được. Ừ thôi được rồi. Ông bán. Đi vào bo hay chết bo rồi.
Tôi tính toán hết rồi. Xe đấy có thằng chứ mấy. Hai hai. Hai thằng. Hai thằng, một thằng rụng rồi. Đạn rồi. Bắt đầu chửi ở đấy, bắt đầu không 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 thể nhịn được. Bắt đầu không thể nhịn được đấy. Đi mua mượn. Đi mua cái băng đạn 50 sấy cho nó sướng đi. Ok. Nào, mình là con gái mẹ là lịch sinh nhà bò ơi nè, bò bò bò. Mặc dù đồng đội sao mọi những người này, cứ đặt kia... cái từ chửi vào cho đồng đội cứ đặt cái câu chửi vào cho mình ấy nhỉ, mặc dù mình có chửi đồng đội đâu. Ui. Ok, có người ơi. Rồi, được rồi. Nhảy xuống, nhảy xuống, nhảy xuống. Hết đạn. Còn đâu một... rồi, hai người kia đâu rồi? Trời ơi, đang chạy ra cầu. Hết đạn. Đúng rồi. Lúc... này thì kìa đi mua. Kìa bên trái. Ồ, sau thính, sau thính. Thấy rồi. Chơi ghẹt luôn. Sao cục tấn hiểu rồi? Kìa.